Ngày 11 tháng 12 năm 2018, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Vĩnh Long phối hợp Công an huyện Mang Thích bắt quả tang 14 người tham gia đánh bạc bằng hình thức đá gà. Trước đó khoảng 13 giờ 30 phút nhận được tin báo của người dân, Công an đã kiểm tra và bắt quả tang 14 người đang đá gà ăn thua bằng tiền tại khu đất trống của ông Trương Văn Vĩnh ở xã Bình Phước, huyện Mang Thích. Tại hiện trường, Công an thu giữ tăng vật gồm 7 con gà, một cân đồng hồ, 12 điện thoại di động và trên 45 triệu đồng tiền mặt. Bước đầu, những người này cho biết họ có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Bến Tre và Vĩnh Long. Lực lượng công an đã lập biên bản vi phạm thu giữ tăng vật và tiếp tục làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.